Kính chào quý khán giả của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Bây giờ là thời lượng chương trình thời sự tối nay, thứ sáu ngày 7 tháng 9. Mở đầu mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua những thông tin chính sẽ phát trong chương trình. Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ 9 nhiệm kỳ 2018-2023 khẳng định vai trò nòng cốt của nông dân trong xây dựng nông thôn mới. Nhiều doanh nghiệp Thừa Thiên Huế chưa quan tâm đến quản lý môi trường theo bộ tiêu chí ISO 14001. Cánh cửa cao đẳng với nhiều triển vọng khi ranh giới phân biệt bằng cấp không còn nặng nề, thay vào đó là xu hướng thực tế hơn. Thưa quý vị, sáng nay Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ 9 nhiệm kỳ 2018-2023 chính thức khai mạc. Đại hội lần này diễn ra trong bối cảnh có những thay đổi mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp và những kết quả khá thành công trong xây dựng nông thôn mới. Chính vì vậy, các hội viên nông dân Thừa Thiên Huế kỳ vọng đại hội sẽ có những bước đi cụ thể trong nhiệm kỳ mới, góp phần đẩy nhanh tiến trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiệu quả bền vững. Tham dự hội nghị có ông Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Lê Vũ Điều, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam. Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế hiện có hơn 100.000 hội viên. Những năm qua, dưới sự chỉ đạo của Ban chấp hành hội, các cấp hội nông dân đã thực hiện nhiều phong trào nhằm chung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị thông minh và giảm nghèo bền vững. Hàng năm, có trên 60.000 hội viên đăng ký tham gia phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu. Nhiều nông dân đã trở thành chủ doanh nghiệp với thu nhập từ 800 triệu đến 1,5 tỷ đồng một năm. Nhờ sự vận động của cả cấp hội, các hội viên đã đẩy mạnh phát triển đầu tư thâm canh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi nhằm nâng cao năng suất và giá trị nông sản trên một đơn vị diện tích. Toàn tỉnh sản xuất hơn 9.000 hecta lúa chất lượng cao ở Phú Vang, Quảng Điền. Có thể nói vai trò của hội đã được khẳng định với nhiều chương trình hành động cụ thể giúp người nông dân có sự kết nối với các nguồn vốn vay ưu đãi, nhiều doanh nghiệp để phát triển sản xuất. Hy vọng của chúng tôi trong nhiệm kỳ đến là mong cho ban chấp hành mới nhiệm kỳ 2018-2023 sẽ mang đến cho nông dân chúng tôi những cái chủ trương, đường lối, đồng thời là hòa nhập với hội nhập quốc tế và đưa những tiến bộ khoa học kỹ thuật cũng như là áp dụng cho thời đại 4.0 để cho nông dân chúng tôi tiếp cận được các cái dự án, các cái nguồn vốn để nâng cao cái đời sống nhằm trong cái công việc mà giúp cho nông dân là thoát được cái nghèo. Bên cạnh đánh giá hoạt động và trình bày các tham luận, đại hội cũng đã tiến hành bầu ban chấp hành mới cho nhiệm kỳ 2018-2023 với 31 đồng chí. Đồng chí Phạm Thị Minh Huệ tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Đại hội cũng tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 7 được tổ chức trong tháng 12 tới. Nhiệm kỳ mới 2018-2023, Hội Nông dân tỉnh đề ra nhiều phương hướng hoạt động trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới, hội nhập và phát triển. Theo đó, sẽ đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của các cấp hội, tập trung nguồn lực để tổ chức thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất giỏi gắn với đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh. Xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ và năng lực vận động nông dân. Với tinh thần đó, các hội viên đang rất hy vọng về một nhiệm kỳ mới với nhiều thay đổi tích cực. Chúng tôi sẽ tập trung vào cái phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và đặc biệt là chú trọng đến cái phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đưa cái phong trào này trở thành chiều sâu, vận động nhiều cái hội viên nông dân phát triển sản xuất, nâng cao cái quy mô sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực sáng tạo của Hội Nông dân trong công tác hội của nhiệm kỳ qua. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban chấp hành Hội Nông dân nhiệm kỳ mới cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng đến nông nghiệp công nghệ cao, phát huy nỗ lực của người nông dân và hỗ trợ nông dân về kiến thức, kỹ thuật để hội nhập. Tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, chú trọng hỗ trợ phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ sinh học, các chương trình khuyến nông, khuyến ngư để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm và giá trị trên mỗi đơn vị diện tích canh tác, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nông dân, những đòi hỏi bức xúc của cơ sở để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết dứt điểm, không để phát sinh điểm nóng, phải thực sự chăm lo, bảo vệ quyền lấy hợp pháp chính đáng của nông dân, tạo điều kiện cho họ được học tập, lao động, nâng cao trình độ về mọi mặt,
thi đua xây dựng nông thôn mới, có kinh tế phát triển, đời sống văn hóa phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc. Nhân dịp này, Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế cũng vinh dự được nhận cờ thi đua của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng tặng hội bức trưởng mang dòng chữ Dân chủ, đoàn kết, đổi mới, phát triển, tích cực thi đua xây dựng nông thôn mới. Sáng nay, Công ty Cổ phần Đầu tư IMG Huế tổ chức khai trương Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Tài năng Trẻ Mồ Côi IMG Huế. Dự lễ có ông Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Tài năng Trẻ Mồ Côi IMG Huế được xây dựng từ tháng 11 năm 2017 với tổng mức đầu tư khoảng 10 tỷ đồng. Sau hơn 10 tháng khẩn trương thi công, Trung tâm đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, đón nhận 5 trẻ em đầu tiên mồ côi trên địa bàn. Với diện tích sàn gần 1.000 m2, ngoài các phòng chức năng, quản lý, phòng dạy học, trung tâm có 12 phòng ngủ với 24 giường, đáp ứng tốt việc ở của khoảng 24 cháu mồ côi từ 9 đến 14 tuổi, có thành tích học tập khá giỏi. Cơ sở vật chất của trung tâm được đầu tư tốt, phục vụ nhu cầu học tập, vui chơi giá trị cho các trẻ có hoàn cảnh không may mắn trong cuộc sống. Trung tâm thực hiện dạy văn hóa cũng như kỹ năng sống, hỗ trợ điều trị, đào tạo nghề cho các em. Ngoài ra, những em học giỏi sẽ được công ty IMG tiếp tục đầu tư cho học cao hơn và tạo điều kiện làm việc tại doanh nghiệp. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân tỉnh Nguyễn Dung ghi nhận trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp IMG với người dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tâm đi vào hoạt động thực sự là mái ấm vững chắc để nuôi và giáo dục các cháu kém may mắn trong cuộc sống được phát triển tài năng của mình. Cùng với một số trung tâm khác trên địa bàn, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Tài năng Trẻ Mồ Côi IMG Huế sẽ là ngôi nhà tốt cho trẻ mồ côi trên địa bàn với sự dìu dắt, dạy dỗ, giáo dục từ các thầy cô giáo của trung tâm. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế chiều nay tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 25 năm quần thể Di tích Cố đô Huế được công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới. 15 năm nhã nhạc, âm nhạc cung đình Việt Nam được công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể đại diện nhân loại. Tham dự có ông Nguyễn Thế Hùng, Cục trưởng Cục Di sản Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện tổ chức UNESCO Việt Nam cùng các thế hệ tham gia công tác bảo tồn, phát huy di sản. Gặp mặt là dịp để những thế hệ làm công tác bảo tồn di sản văn hóa Huế, cùng nhìn lại chặng đường 25 năm bảo tồn, phục hưng di sản văn hóa Huế với những kết quả đáng tự hào. Đó là việc triển khai thực hiện thành công đề án quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di tích cố đô Huế giai đoạn 1996-2010 và dự án điều chỉnh quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di tích cố đô Huế giai đoạn 2010-2020, đưa di sản văn hóa Huế từ giai đoạn cửu nguy khẩn cấp sang ổn định và phát triển bền vững. Với trên 1.200 tỷ đồng đã được đầu tư cho công cuộc bảo tồn, cùng với 130 công trình được trùng tu, công cuộc bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể cũng được đẩy mạnh với nhiều nỗ lực trong nghiên cứu, sưu tầm, đào tạo. Để rồi 10 năm sau đó, nhà nhạc cung đình Huế được UNESCO công nhận là di sản phi vật thể đại diện cho nhân loại. Sự kiện này thể hiện tầm vóc và sự phong phú toàn diện của di sản văn hóa Huế trên cả hai lĩnh vực văn hóa vật thể và phi vật thể. Tiếp đó, vào các năm 2009, 2014 và 2016, Mộc bản Triều Nguyễn, Châu bản Triều Nguyễn và Thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế cũng lần lượt được công nhận là di sản tư liệu của thế giới. Những kết quả này là minh chứng cho việc bảo tồn di sản và phát huy các giá trị di sản văn hóa Huế một cách đồng bộ và hiệu quả, góp phần làm nền tảng thúc đẩy ngành du lịch dịch vụ của Thừa Thiên Huế phát triển. Thành quả của các thế hệ những người làm công tác bảo tồn văn hóa Huế cũng đã được lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo Cục Di sản Văn hóa ghi nhận trong các phát biểu chúc mừng tại buổi gặp mặt. Trong dịp này, cá nhân ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Bằng khen của Bộ Công an cũng được trao tặng cho các tập thể và cá nhân của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế. 10 cá nhân có những đóng góp xuất sắc cũng nhận kỷ niệm chương do Ủy ban UNESCO Việt Nam trao tặng. Nằm trong sự kiện kỷ niệm 25 năm quần thể di tích cố đô Huế được công nhận là di sản văn hóa thế giới. Vào sáng nay, Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quốc gia tổ chức khai mạc triển lãm Rồng Phượng trên bảo vật Triều Nguyễn. Triển lãm diễn ra tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế với 80 hiện vật nằm trong bộ sưu tập trên 2.500 hiện vật của các triều đại nhà Nguyễn được giao lại cho chính quyền cách mạng kể từ tháng 8 năm 1945. Đây là những vật dụng trong sinh hoạt hàng ngày của các vua và thành viên hoàng gia, cùng những vật dụng được sử dụng trong các nghi lễ thờ cúng, được làm từ các chất liệu quý như vàng bạc, đá quý, ngọc, đồi mồi, và được trang trí theo mô típ sông phường, biểu tượng thể hiện sự chỉnh danh và uy quyền của đối tượng sử dụng.
Các hiện vật thực sự là những bảo vật không chỉ chứa đựng giá trị về mặt lịch sử, văn hóa, nghệ thuật của một thời đại, mà còn phản ánh tài năng và sự sáng tạo của các nghệ nhân trong việc chế tác các sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Việc đưa bộ sưu tập trở lại với cố đô Huế trong dịp kỷ niệm là hoạt động ý nghĩa, gửi thông điệp đến người dân Huế, nhất là thế hệ trẻ, về giá trị của những di sản thế giới mà Huế đang nắm giữ, đồng thời giúp du khách cảm nhận một cách đầy đủ hơn về giá trị di sản Huế. Sáng nay, Sở Y tế tổ chức hội nghị khoa học ngành lần thứ 7 nhằm cập nhật những kết quả nghiên cứu khoa học, chuyển giao, ứng dụng công nghệ trong công tác khám chữa bệnh, đào tạo nhân lực và chia sẻ kinh nghiệm hoạt động chuyên môn. Hội nghị diễn ra trong một ngày. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe 15 báo cáo khoa học của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế, Trường Đại học Y Dược Huế, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế. Đây là những đề tài nghiên cứu có giá trị đã được áp dụng vào thực tiễn, mang lại lợi ích thiết thực trong phục vụ điều trị bệnh nhân. Trong công tác dự phòng và giảng dạy sinh viên, nhiều đề tài hướng về cộng đồng, góp phần trong việc chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Hội nghị khoa học kỹ thuật ngành y tế được tổ chức 2 năm một lần nhằm thông báo các kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực khám chữa bệnh và y tế dự phòng đã thực hiện tại địa phương, giúp cho việc chỉ đạo nhiệm vụ y tế ngày càng đi vào chiều sâu, mang tính thực tiễn và có hiệu quả hơn. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh phối hợp với tổ chức WWF Việt Nam tổ chức hội thảo khởi động dự án tăng cường vai trò cộng đồng và tổ chức xã hội trong công tác bảo tồn tại khu vực Trung Trường Sơn thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. Hội thảo sẽ giúp tăng cường năng lực các tổ chức xã hội, các cộng đồng để họ có thể tham gia tích cực và hiệu quả trong quá trình vận động, góp ý kiến trong công tác quản lý tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học, hỗ trợ các tổ chức xã hội tham gia quá trình vận động chính sách, đưa ra các đề xuất và khuyến nghị cho các cơ quan quản lý đối với vấn đề quản lý tài nguyên thiên nhiên, hỗ trợ các cộng đồng địa phương có tiếng nói trong vấn đề quản lý tài nguyên thiên nhiên, tham gia tích cực và có hiệu quả trong công tác quản lý bảo vệ rừng. Ngoài ra, thông qua các tổ chức xã hội địa phương, hỗ trợ cộng đồng địa phương phát triển sinh kế, nâng cao đời sống và thu nhập, qua đó giảm áp lực vào tài nguyên thiên nhiên. Trong khuôn khổ dự án có 23 cộng đồng được nhà nước giao quản lý bảo vệ rừng thuộc các xã A Roàng, huyện A Lưới, xã Thường Nhật và Thường Lộ, huyện Nam Đông được hưởng lợi. Hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ tuân thủ những yêu cầu về gỗ hợp pháp để tham gia vào chuỗi cung ứng gỗ hợp pháp trong nước và quốc tế là tên của một dự án cũng được khởi động vào sáng nay. Dự án do Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Thế giới FAO tài trợ, Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam, Trung tâm Giáo dục và Phát triển và các đối tác phối hợp thực hiện. Tham gia hội thảo gồm có hơn 50 đại biểu đến từ Tổng cục Lâm nghiệp Việt Nam, các cơ quan quản lý nhà nước cấp địa phương, hiệp hội doanh nghiệp, các doanh nghiệp gỗ, các tổ chức phi chính phủ và tổ chức xã hội ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam và Đồng Nai. Hội thảo khởi động dự án hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ tuân thủ những yêu cầu về gỗ hợp pháp để tham gia vào chuỗi cung ứng gỗ hợp pháp trong nước và quốc tế, nhằm mục đích giới thiệu với các bên liên quan, lập kế hoạch hoạt động chi tiết của dự án và tham vấn ý kiến các bên liên quan cho báo cáo đánh giá nhu cầu kỹ thuật của tổ chức xã hội và khả năng tuân thủ yêu cầu gỗ hợp pháp của doanh nghiệp nhỏ đã thực hiện trong thời gian qua. Hội thảo còn tập trung đánh giá nhu cầu kỹ thuật của các bên liên quan ở cấp địa phương để hỗ trợ doanh nghiệp và khả năng tuân thủ yêu cầu gỗ hợp pháp của doanh nghiệp nhỏ, phát triển phương pháp tiếp cận giám sát có sự tham gia của các tổ chức xã hội trong tiến trình thực hiện VPA. Việt Nam và Liên minh châu Âu bắt đầu tiến hành đàm phán Hiệp định Đối tác Tự nguyện về thực thi lâm luật, quản trị rừng và thương mại lâm sản từ tháng 11 năm 2010. Hội thảo là hoạt động góp phần cùng chính phủ, cùng cơ quan quản lý ngành lâm nghiệp thực hiện các công việc nhằm chuẩn bị tốt nhất cho thực thi Hiệp định VPA. Sản xuất gắn với bảo vệ môi trường là xu hướng tất yếu của các doanh nghiệp bền vững. Để làm được điều này, các doanh nghiệp phải thực hiện tiêu chuẩn hệ thống quản lý môi trường ISO 14001. Bộ tiêu chuẩn này giúp các tổ chức sản xuất và doanh nghiệp dịch vụ bảo vệ môi trường, ngăn ngừa ô nhiễm và cải tiến liên tục hệ thống quản lý môi trường của mình để phát triển bền vững. Tuy nhiên, hiện nay các doanh nghiệp trên địa bàn chưa quan tâm đúng mức đến việc này. Sau công ty trách nhiệm hữu hạn Lúc Xi Măng Việt Nam, doanh nghiệp tham gia thực hiện hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001 là công ty cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế. Năm 2014, công ty này đã triển khai thực hiện xây dựng hệ thống quản lý môi trường ISO 14001-2004. Sau đó, Huyện Waco thực hiện cho các nhà máy sản xuất nước sạch trong công ty là nhà máy nước Quảng Trị 2, Lộc An, Lộc Trì, Phong Thu, phòng quản lý nước và văn phòng. Mục đích của việc áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001-2004 là thực hiện sản xuất phải thân thiện với môi trường và gắn với phát triển bền vững,
Đặc biệt, đối với huyện Quang Cô, trong quá trình gần 110 năm xây dựng và phát triển, đã thực hiện nhiều giải pháp, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để sản xuất nước đảm bảo an toàn, sạch và ngon, đáp ứng nhu cầu của người sử dụng và đảm bảo sức khỏe cho người dùng. Việc thực hiện hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO để đưa thương hiệu cấp nước sạch của huyện Quang Cô ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực. Chúng tôi đã áp dụng cái ISO 14000 rất là sớm. Từ năm 2014. Và nếu mà trước hết thì phải là làm cho con người trong Huế có cô chúng ta, trong Huế có cô chúng tôi là luôn luôn ý thức về môi trường, gìn giữ về môi trường, và tất cả các yếu tố đều quan tâm đến môi trường thì chúng tôi đều để ý như cái này. Nhất là trong chất thải mà trong nhà máy chúng tôi thì đều được xử lý, tất cả nhà máy chúng tôi được xử lý, không xả ra môi trường. Khi chỉ xả ra môi trường, chất lượng nước chúng tôi đã đạt tiêu chuẩn loại A, giống như các cái dòng sông khi nước chúng tôi là lấy lên. Phải nói rằng hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001-2004 là một công cụ hữu hiệu giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực kiểm soát đầu vào và quá trình sản xuất để giảm thiểu chất thải, chủ động phòng ngừa ô nhiễm môi trường thay vì đối phó thụ động thực hiện các yêu cầu pháp lý. Áp dụng ISO 14001 không chỉ nâng cao hình ảnh doanh nghiệp trong con mắt khách hàng và người tiêu dùng, mà còn giúp doanh nghiệp vượt qua những rào cản kỹ thuật khi thâm nhập vào thị trường nước ngoài. Tuy nhiên, theo báo cáo của Chi cục Đo lường Chất lượng tỉnh Thừa Thiên Huế, thì số doanh nghiệp tham gia thực hiện chỉ đếm trên đầu ngón tay. Các doanh nghiệp không mặn mà với bộ tiêu chí này vẫn chưa nhận thức hết những lợi ích của việc ứng dụng ISO 14001 đối với tính hiệu quả, năng suất hoạt động và lợi ích khi áp dụng hệ thống ISO 14001. Chúng tôi cũng tiếp tục đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn như hôm nay. Và chúng tôi sẽ có những cái yêu cầu đối với các doanh nghiệp tham gia là phải cử thành viên trong ban giám đốc để mà nắm tình hình và có cái quyết tâm để mà triển khai. Thực ra cái vấn đề này thì không phải các doanh nghiệp không biết, nhưng mà thiếu cái quyết tâm quyết liệt để mà triển khai. Và kèm theo đó là chúng tôi cũng sẽ có cái hỗ trợ về các chuyên gia khi phối hợp với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng của Bộ Khoa học Công nghệ để mà về tư vấn cũng giống như hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong triển khai trong thời gian tới. Trong quá trình hội nhập và phát triển, các tiêu chí quản lý theo chất lượng hệ thống ISO là yếu tố cần thiết để doanh nghiệp tham gia sân chơi rộng hơn và phát triển bền vững. Các ngành chức năng liên quan trên địa bàn tiếp tục các hoạt động tập huấn, nâng cao nhận thức cũng như có sự hỗ trợ thiết thực để doanh nghiệp quan tâm đầu tư thực hiện. Thưa quý vị, năm nay với việc điểm sàn hạ thấp, cánh cửa vào đại học rộng mở, nhưng tưởng các trường cao đẳng sẽ tiếp tục gặp khó. Tuy nhiên, qua thực tế tuyển sinh ở các trường cao đẳng công nghiệp, cao đẳng du lịch, có thể nhận thấy ranh giới phân biệt giữa đại học và cao đẳng đã không còn nặng nề như trước nữa. Thay vào đó là xu hướng thực tế hơn đối với các thí sinh trong chọn trường, chọn nghề, hay nói cách khác là chọn tương lai cho mình, ghi nhận của phóng viên thời sự. Sau buổi một tuần, các sinh viên năm 3 khoa động lực trường cao đẳng nghề công nghiệp Huế đều được tận tay thực hành trên những mô hình thực. Tỉ mỉ chẩn đoán từng động cơ và kiểm định chất lượng phụ tùng xe ô tô, đó là nội dung của buổi thực hành hôm nay. Chú trọng vào thực hành theo hình thức học nhóm, không chỉ nâng cao tay nghề của từng cá nhân, mà còn giúp các sinh viên trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau để tiếp thu nội dung bài một cách tốt hơn. Bọn em được học về những kiến thức về chuyên ngành, được học những một số môn như lắp ráp động cơ, hệ thống thủy lực, hệ thống điện tử ô tô. Em chưa chọn ngành kỹ thuật ô tô vì tương lai em nghĩ là kiểu ở Việt Nam ô tô sẽ đi nhiều hơn và kiểu nghề nên thân hành hơn nhiều. Nếu như trước đây theo học tại các trường đại học luôn là mục tiêu phấn đấu hàng đầu, thì những năm trở lại đây ngày càng có nhiều sinh viên lựa chọn theo học nghề tại các trường cao đẳng. Trước tình hình thưa thầy thiếu thợ, kế hoạch đào tạo tại các trường cao đẳng đang dần thay đổi theo hướng đáp ứng nhu cầu lao động còn thiếu của thị trường, cơ hội tìm kiếm việc làm nhiều hơn. Đó cũng là nguyên nhân khiến số lượng thí sinh đăng ký vào các trường cao đẳng tăng theo mỗi năm. Tại trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, năm học 2018-2019 đã có hơn 3.000 hồ sơ đăng ký, cao hơn 800 hồ sơ so với năm học trước. Tại trường Cao đẳng Du lịch, số lượng thí sinh có việc làm sau khi ra trường đạt hơn 100%. Thậm chí nhiều sinh viên đã được tuyển dụng khi vẫn đang còn ngồi trên ghế nhà trường. Nhiều cơ hội việc làm sau khi ra trường khiến đa số các sinh viên theo học các trường cao đẳng đều có tâm lý rất thoải mái và không phải lo lắng về công việc sau này.
Em đam mê ngành bếp và em thấy ngành bếp mùa này nó cũng hot và có nhiều cơ hội việc làm hơn mấy trên cả. Cảm thấy không lo lắng cho lắm bởi vì em được học rất nhiều kỹ năng từ các thầy cô và cũng được đi đào tạo hai đợt của những resort 5 sao nổi tiếng và được em thấy những anh chị khác là ra trường cũng có việc làm liền. Em lựa chọn cái khóa học của Úc là vì đấy là khóa học kết hợp giữa kiến thức của Úc, chương trình Úc và chương trình của Việt Nam thì nó đem đến cho bọn em nhiều cái cơ hội làm việc, có thể là làm việc trong nước cũng như là ngoài nước. Đã có những bước chuyển mình tích cực trong những năm qua, thế nhưng tuyển sinh cao đẳng vẫn luôn gặp rất nhiều khó khăn vì phụ thuộc vào điểm tuyển sinh đại học. Dù đã có nhiều thay đổi trong nhận thức, nhưng tâm lý của nhiều bậc phụ huynh lẫn học sinh vẫn luôn đặt nặng vấn đề bằng cấp. Bên cạnh đó, thông tin về các ngành học, phương pháp và hiệu quả đào tạo của các trường cao đẳng vẫn chưa được phổ biến rộng rãi, khiến nhiều người còn e ngại với việc lựa chọn theo học tại các trường cao đẳng. Giải pháp khắc phục của các trường là luôn bám sát với nhu cầu của thị trường lao động để đưa ra những kế hoạch giảng dạy phù hợp, tăng số tiết thực hành, tập trung chú trọng đào tạo chất lượng thay vì số lượng. Đồng thời, liên kết với các doanh nghiệp tuyển dụng các chương trình giảng dạy nước ngoài để chủ động tìm kiếm đầu ra cho sinh viên, đảm bảo công việc ổn định sau khi ra trường. Thì mô hình đào tạo hiện nay thì cần phải gắn kết ba nhà là nhà nước, nhà trường và nhà tuyển dụng tức là doanh nghiệp ấy. Thì chúng tôi cũng đã từ chuyển mình, từ thay đổi để nâng cao chất lượng đào tạo, điều chỉnh chương trình đào tạo để phù hợp với xã hội. Chương trình đào tạo của nhà trường cũng đã được chuyển đổi dần theo cái hướng là nhà trường kết hợp với doanh nghiệp qua quá trình thực tập của các em. Chúng tôi đang đào tạo cái mô hình là 3:2+1, tức là 2 năm học ở nhà trường còn 1 năm thì các bạn sinh viên phải đi doanh nghiệp để thực tập. Đối với đào tạo hệ chính quy và đặc biệt là hệ cao đẳng thì chúng tôi không bao giờ chạy theo số lượng mà đó là như một cái xương sống, một cái hồn của nhà trường, nên đào tạo phải đảm bảo những cái chất lượng, tiêu chuẩn chất lượng là phải cao và nó phải đảm bảo được các cái tiêu chí của các khách sạn tập đoàn lớn 5 sao ở tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Song song với đó thì chúng tôi có nhiều cái sản phẩm nó phù hợp hơn, ví dụ như là các cái chương trình đào tạo theo vị trí việc làm, các cái chương trình đào tạo theo yêu cầu của doanh nghiệp, các cái chương trình mà chúng tôi làm rất là ngắn, rất là năng động, thì điều đó cũng là một phần để bù đắp thêm cho sự thiếu hụt của thị trường lao động mà các doanh nghiệp đang cần. Cách đào tạo chuyên sâu vào từng lĩnh vực, đặc biệt là giảng dạy chuyên ngành tập trung vào kỹ năng thực hiện. Chương trình đào tạo của các trường cao đẳng hỗ trợ sinh viên khi ra trường có tay nghề vững vàng, đáp ứng được nhu cầu của các nhà tuyển dụng. Với những nỗ lực đó, chiến lược thu hút sinh viên của các trường cao đẳng đang ngày một khởi sắc. Tuy nhiên, để phát triển hơn nữa, mỗi trường cần thực hiện tốt việc dự báo thị trường, tìm cách thúc đẩy sự vào cuộc thực chất của doanh nghiệp để nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề cho sinh viên. Tin thể thao. Trưa nay, đoàn đua xe đạp giải quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen đã về tới Huế sau chặng 6 dài 126 km xuất phát từ Đồng Hới, Quảng Bình. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao một số giải nhất, nhì, ba của mỗi đoàn nước rút tỉnh điểm Sprint. Giải nhất Sprint 2 và 3 lần lượt thuộc về tay đua Purnomo City One của Indonesia và cua rơ Trần Nguyễn Duy Nhân đội quân khu 7. Giải nhất chặng 6 lộ trình từ thành phố Đồng Hới về Huế thuộc về cua rơ Lê Văn Duẩn đội thành phố Hồ Chí Minh với thành tích 3 giờ 34 phút 15 giây. Với kết quả trên, áo vàng và áo xanh sau 6 chặng thi đấu tạm thời thuộc về vận động viên David Vania, áo trắng thuộc về tay đua Nguyễn Đắc Thời đội thành phố Hà Nội. Trong dịp này, bên cạnh các giải thưởng cá nhân, ban tổ chức cùng tiến hành trao 10 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo trên địa bàn thành phố Huế nhân dịp năm học mới. Theo dự kiến, sáng mai, hơn 100 tay đua sẽ tiếp tục tranh tài với chặng đua thứ 7 từ thành phố Huế đi Đà Nẵng với độ dài 111 km. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.